Lùng Lùng mến chào anh em đam mê dòng chó săn xứ Thái Lan. Hôm nay mình gửi tới cho anh em một cái video. Anh em theo dõi, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Trung Lùng nha anh em. Gửi cho anh em bầy Lucy 2 tuần tuổi. Hiện tại bây giờ là chưa mở mắt nha anh em. Mắt hí hí à, chưa mở mắt. Con cái này thì anh em đã theo dõi những video trước rồi. Đây là một dòng chó dòng máu chuyên giữ nhà nha anh em nha. Mặt lọ lưỡi đen. Hiện tại giờ là mình phối là phối con báo đen nha anh em. Hậu vệ cực kỳ khó chịu luôn nha anh em nha. Đó anh em thấy không, thả ra nó cứ quần quần ngay cái ổ chó, nó không có đi đâu hết nha anh em. Chó thì nhiều anh em cứ hỏi là chừng nào mở mắt. Thì mình nói anh em nếu mà đẻ ít á thì dao động độ khoảng từ 12 tới 14 ngày là bài chó mình sẽ mở mắt ha. Còn nếu mà đẻ nhiều thì dao động tầm cỡ 14 cho tới 16 ngày nha anh em nha. Cứ đẻ ít thì là mở sớm, mà đẻ nhiều thì thường là mở trễ. Đó là mình theo kinh nghiệm của mình ha. Còn anh em nào biết những cái nào mà chính xác hơn thì comment ở dưới video này cho mình nha anh em. Anh em thấy không? Đều rang nha anh em nha. Bầy này là gồm có 4 đực, còn lại là cái. Đó, anh em thấy không? Bặt lọ lưỡi đen. Hiện tại bây giờ nếu mình kiểm tra cái bộ lưỡi của nó là lên sắc tố lưỡi màu đen hết rồi anh em. Con này dao động nếu mình chích ngừa đủ 2 mũi mình giao cho anh em tầm cỡ 70 mấy 80 ngày đâu đó, dao động là từ 7 cho tới 10 kg nha. Bộ khung cực kỳ ok luôn, anh em thấy cái bộ đầu của nó luôn. Đó, con chó mà anh em thấy nó nằm mà đưa cái bộ đầu bự gan vậy là biết cái bộ khung nó như thế nào rồi anh em. Đó, nó nằm như vậy đó, chứ mà người lạ vô tới được cái ổ nó mới lạ nha anh em nha. Một con chó cái cực kỳ khôn và dòng máu cực kỳ đậm đặc, dòng máu giữ nhà nha anh em. Đó, anh em thấy không? Bây giờ là mình mới cho nó ăn xong, nằm trước ổ luôn. Dòng chó săn xứ Thái Lan thì anh em cũng là rất được nhiều anh em quan tâm về dòng máu giữ nhà và săn mồi. Mà anh em thích nhất là dòng máu giữ nhà anh em ha. Đây là một trong những dòng máu giữ nhà cực kỳ ok luôn. Rồi, Trung Lùng mời anh em chiêm ngưỡng bài chó này nha. Hôm nay qua quay lại cuối tuần rồi. Không biết là anh em đã có nhậu nhẹt gì chưa nha. Nhưng mình hôm nay là không có nhậu rồi. Bị khan tiếng mệt quá anh em ơi. Rồi, chúc anh em cuối tuần thật là vui vẻ. Chào tạm biệt anh em nha. I can't see you. Can't hold myself, only see you. I can't stand this life alone. Don't make sense.